khám phá vẻ đẹp năm cung đường đèo hiểm trở nhất Việt Nam. Những con đường này không chỉ là những tuyến giao thông quan trọng, mà còn là những điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút những ai yêu thích sự mạo hiểm và khám phá. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chuyến đi thật thú vị để khám phá vẻ đẹp của năm cung đường đèo hiểm trở nhất Việt Nam. Những con đường này không chỉ mang lại cảm giác hồi hộp mà còn mở ra những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi mà mỗi khúc cua, mỗi dọc đứng đều chứa đựng những câu chuyện riêng. Từ những khúc cua gặp khúc đến những con dọc thẳng đứng, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh quan hùng vĩ, những dãy núi trùng điệp và những thung lũng sâu thẳm. Mỗi cung đường đều mang đến một trải nghiệm khác biệt, một góc nhìn mới về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam. Những kỳ quan mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước Việt Nam không chỉ là những cảnh đẹp mà còn là những thử thách đối với những ai đam mê khám phá. Từ những đỉnh núi cao chót vót đến những con đường mòn uốn lượn, tất cả đều tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy màu sắc. Hãy cùng nhau ngắm nhìn để cảm nhận vẻ đẹp tiềm ẩn của những cung đường đèo, nơi mà con người và thiên nhiên gặp gỡ, nơi mà mỗi bước chân đều mang lại những cảm xúc khó quên. Những con đường này không chỉ là nơi để đi qua, mà còn là nơi để dừng lại, để chiêm ngưỡng và để cảm nhận. Nơi mà thử thách và sự hùng vĩ hòa quyện, tạo nên những trải nghiệm không thể nào quên. Mỗi khúc cửa, mỗi dọc đứng đều là một thử thách, nhưng cũng là một cơ hội để khám phá và để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Hãy chuẩn bị tinh thần để bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng Việt Nam. Những cảnh quan này không chỉ là những bức tranh đẹp, mà còn là những câu chuyện về sự kiên cường và sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Và đừng quên, hãy like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn những hành trình mới, những khám phá mới và những trải nghiệm không thể nào quên. Đèo Hải Vân, con đèo gắn liền với cái tên thiên hạ đệ nhất hùng quan. Nam vật ngang dãy núi Bạch Mã hùng vĩ, con đèo như một dải lửa nối liền Huế mộng mơ với thành phố biển Đà Nẵng năng động. Hành trình chinh phục đèo Hải Vân là hành trình chinh phục thử thách, là trải nghiệm cho những ai thích khám phá. Từ trên đỉnh đèo, nhìn ra xa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh biển cả bao la với những bãi cát trắng mịn màng, những con sóng xô bồ từng bột trắng xóa. Từ trên đỉnh đèo nhìn xuống, Mã Pì Lèng hiện ra như một bức tranh thủy mạc, với dòng sông Nho Quế xanh biếc uốn lượn quanh những dãy núi đá vôi trùng điệp. Con đường hạnh phúc uốn lượn quanh cỏ, đưa ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi khúc cửa, mỗi con dốc đều mang đến một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp đến ngỡ ngàng. Hãy hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành, mát lạnh của núi rừng Tây Bắc để thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, thanh thản. Chào mừng các bạn đến với đèo Pha Đin, một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Đèo Pha Đin không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ mà còn là một thử thách đầy cằm gỗ cho những ai đam mê khám phá. Đèo Pha Đin thực sự là thử thách lớn cho những người lái xe giỏi. Những khúc cua gặp khúc và những đoạn đường dốc đứng tạo nên một hành trình đầy kịch tính. Với những khúc cua gặp khúc, người lái xe phải luôn sẵn sàng đối mặt với những tình huống bất ngờ. Những đoạn dốc đứng hun hút đòi hỏi kỹ năng lái xe điêu luyện và sự tập trung cao độ. Con đèo đòi hỏi người lái phải có tay lái vững vàng và sự tập trung cao độ. Nhưng, bạn biết không, phần thưởng cho những nỗ lực ấy là vô giá. Từ trên đỉnh đèo, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, với những dãy núi trùng điệp và những cánh rừng nguyên sinh bất ngàn. Khung cảnh này không chỉ làm say đắm lòng người, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những ai đã vượt qua được thử thách của đèo Pha Đin. Với những dãy núi trùng điệp, bạn sẽ cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên. Và những cánh rừng nguyên sinh bất ngàn tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, khó quên. Đèo Khâu Pha nằm trên cung đường Tây Bắc hùng vĩ là một trong những con đèo đẹp nhất Việt Nam. Từ trên đỉnh đèo, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng, mường hùm thơ mộng với những thùa ruộng bạc thang uốn lượn đẹp như tranh vẽ. Vẻ đẹp của Khâu Pha thay đổi theo từng mùa trong năm. Nếu như mùa xuân, Khâu Pha rực rỡ sắc màu của hoa bắn, hoa mạn thì mùa thu, con đèo lại khoác lên mình tấm áo vàng rực của lúa chín. Đèo Ô Quy Hồ, con đèo dài nhất Việt Nam, nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây là một trong những cung đường phượt được yêu thích nhất, thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm. Con đèo uốn lượn quanh cỏ, với những khúc cua gặp khúc đầy thách thức, đưa du khách lên lội qua những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, nơi có hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Những vách đá rừng đứng cao chót vót,
tạo nên một cảnh quan hùng vĩ và đầy ấn tượng, cùng với những dòng suối róc rách chảy qua các khe núi, mang lại âm thanh êm dịu và thư giãn. Đỉnh đèo Ô Quỷ Hồ quanh năm mây phủ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên huyền ảo với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng. Đứng trên đỉnh đèo, bạn sẽ có cảm giác như đang đứng giữa đất trời, với tầm nhìn bao quát toàn cảnh núi non trùng điệp, hít thở bầu không khí trong lành và mát lạnh, cảm nhận sự thanh bình và yên tĩnh của thiên nhiên. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi trong hành trình khám phá 5 cung đường đèo đẹp nhất Việt Nam. Hy vọng rằng video đã mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn và những thông tin bổ ích. Đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo.